thấy con bị người đàn ông lạ mặt bắt cóc ngay trước mặt, một bà mẹ đã lập tức nhoài người qua bàn để giữ lại con. Phản ứng cực nhanh nhạy này đã được cư dân mạng hết lời khen ngợi. Theo đó, hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại cửa hàng ghi lại cho thấy hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện cùng với một đứa trẻ thì bất ngờ một gã đàn ông lạ mặt lao tới. Hắn nhảy qua hàng rào, túm lấy bé gái rồi cố gắng bỏ chạy. Ngay lập tức, người mẹ đã nhoài người qua bàn để giữ đứa con lại. Chủ cửa hàng cũng nhanh chóng túm lấy kẻ bắt cóc, dùng tay khóa cổ và đẩy hắn ngã xuống sàn. Những người xung quanh cũng chạy tới khống chế người đàn ông lạ mặt và gọi cho cảnh sát tới để giải quyết. Sau khi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, vụ việc đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, chú ý. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bàng hoàng trước sự táo tợn của tên bắt cóc này. Những kẻ chuyên đi săn trẻ em hiện vẫn là nỗi khiếp sợ, ám ảnh của mọi gia đình có con nhỏ. Bởi chỉ cần một chút sơ sẩy là những thiên thần sẽ biến thành hàng sống trong tay bọn bắt cóc tống tiền hay đám buôn người máu lạnh. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, việc làm chủ những kỹ năng bảo vệ con cái là điều hết sức cần thiết đối với mỗi người dân, mỗi gia đình. Còn các bạn nghĩ sao về màn bắt cóc táo tợn này? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn đã quan tâm theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.